Trung Quốc trước giờ vẫn luôn muốn lôi kéo Nga cùng chống lại khách hàng lớn nhất của mình là Hoa Kỳ. Mối quan hệ Trung-Nga này được thêm vào rất nhiều từ ngữ khiến ngoại giới không khỏi trợn mắt há mồm. Ví như tình hữu nghị Trung-Nga không có giới hạn, không có vùng cấm, không gì có thể ngăn trở được. Trung Quốc và Nga không phải là đồng minh, nhưng tốt hơn cả đồng minh. Song, chỉ khi ông Trùm Wagner vốn là cựu thân tín của Putin bất ngờ phát động binh biến, thì mối quan hệ này mới lộ nguyên hình, phơi bày trước toàn thế giới. Ngày hôm nay, chúng ta hãy cùng phân tích sự vụ lợi trong hợp đồng hôn nhân đầy tai tiếng này. Khi đại họa giáng xuống đầu, người mà ông Putin nghĩ đến trước tiên không phải là người bạn thân thiết Tập Cận Bình, mà là Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko. 10 giờ sáng ngày 24 tháng 6, ông Putin điện đàm với Tổng thống Belarus Lukashenko, thông báo cho người bạn cũ về cuộc nổi loạn vũ trang ở trong nước và thảo luận các biện pháp đối phó. Sau đó, Tổng thống Lukashenko đã liên lạc với ông Prigozhin qua 3 kênh liên lạc và cuối cùng nhận được điện thoại vào lúc 11 giờ sáng. Sau nhiều vòng đàm phán, ông Prigozhin đã chấp nhận kiến nghị của ông Lukashenko về việc đình chỉ cuộc hành quân về Moscow và thực hiện các biện pháp tiếp theo để giảm bớt căng thẳng. Trong khi đó, ông Putin đảm bảo rằng Prigozhin có thể đến Belarus và sẽ rút lại vụ án hình sự đối với ông. Cũng trong đêm hôm đó, ông Lukashenko gọi điện cho ông Putin để thông báo về kết quả đã đàm phán được với ông Prigozhin. Việc làm trung gian hòa giải của ông Lukashenko đã giải quyết được một cuộc xung đột đẫm máu có thể xảy ra, trong đó người Nga giết người Nga. Nó cũng giúp tránh được một cuộc nội chiến huynh đệ tương tàn ở Moscow, thủ đô của Nga, nơi có 13 triệu người đang sinh sống. Nếu nội chiến xảy ra, thương vong sẽ là cực lớn. Bây giờ, hãy xem lại lịch làm việc của Tổng thống Nga sau ngày binh biến. Ngày 24 tháng 6, điểm đàm phán với Tổng thống Kazakhstan Kasym Somart Tokayev, tóm tắt với ông Tokayev về tình hình bên trong nước Nga và bày tỏ lòng biết ơn đối với sự thấu hiểu của chính quyền nhà nước Kazakhstan. Ngày 24 tháng 6, điện đàm với Tổng thống Uzbekistan Shavkat Mirziyoyev thông báo về tình hình trước mắt của Nga. Ngày 24 tháng 6, điện đàm với Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan thông báo về cuộc nổi dậy vũ trang của Wagner. Ông Erdogan bày tỏ sự ủng hộ hoàn toàn đối với ông Putin. Ngày 26 tháng 6, điện đàm với quốc vương Qatar Tamim bin Hamad Al Thani. Ngày 26 tháng 6, điện đàm với Tổng thống Iran Ibrahim Raisi-Sadati. Ông Raisi-Sadati cũng bày tỏ sự ủng hộ hoàn toàn với nhà lãnh đạo Nga. Tính đến ngày 28 tháng 6 theo giờ Bắc Kinh, ông Putin đã không nói chuyện điện thoại với người bạn thân thiết Tập Cận Bình. Đây là một sự khó hiểu cực kỳ lớn. Lẽ ra, trong lúc này, Trung Quốc phải kề vai sát cánh cùng Nga mới phải lẽ, mới là đúng với tuyên bố quan hệ không giới hạn. Ngày 25 tháng 6, Thứ trưởng Ngoại giao Nga Andriy Rudenko có chuyến thăm đến Bắc Kinh. Ngoại trưởng Trung Quốc Tân Cương và Thứ trưởng Ngoại giao Mã Triều Húc lần lượt hội kiến ông Rudenko. Sau khi ông Tân Cương gặp ông Rudenko, báo cáo của Bộ Ngoại giao Trung Quốc chỉ có một câu. Hai bên trao đổi quan điểm về quan hệ Trung-Nga và các vấn đề quốc tế và khu vực cùng quan tâm. Tuy nhiên, không có chữ nào đề cập đến cuộc nổi loạn vũ trang xảy ra ở Nga một ngày trước đó. Điều tương tự cũng xảy ra sau khi ông Mã Triều Húc hội kiến ông Rudenko. Kể từ khi cuộc binh biến ở Nga nổ ra, ông Tập Cận Bình, lãnh đạo cao nhất của Trung Quốc đã không có bất kỳ bài phát biểu nào về vấn đề này. Thủ tướng Quốc vụ viện Lý Cường, chủ nhiệm văn phòng Ủy ban Công tác Đối ngoại Phương Nghị và Ngoại trưởng Tân Cương cũng đã không bày tỏ công khai quan điểm của họ về điều này. Vào tối ngày 25 tháng 6, Bộ Ngoại giao Trung Quốc đã công bố câu trả lời của người phát ngôn Bộ Ngoại giao đối với câu hỏi của các nhà báo về sự kiện tập đoàn Wagner trên trang web chính thức của Bộ Ngoại giao. Trong đó chỉ có một câu trả lời ngắn gọn như thế này. Đây là công việc nội bộ của Nga, với tư cách là một nước láng giềng hữu nghị và là một đối tác phối hợp chiến lược toàn diện trong thời đại mới. Trung Quốc hỗ trợ Nga duy trì ổn định quốc gia và đạt được sự phát triển và thịnh vượng. Cuộc nổi loạn vũ trang của ông Prigozhin là cuộc khủng hoảng cầm quyền nghiêm trọng nhất mà Tổng thống Nga Vladimir Putin phải đối mặt kể từ khi ông lên nắm quyền 24 năm trước cho đến nay. Kể từ khi vụ việc xảy ra, ông Putin đã nói chuyện điện thoại với các nhà lãnh đạo của 6 quốc gia, nhưng ông không nói chuyện với ông Tập Cận Bình.
ông Tập đã cảm thấy rằng ông Putin đã không coi ông ta là người bạn thân thiết nhất của mình. Ông Tập cũng đã bàng quan đứng nhìn cuộc khủng hoảng lớn mà ông Putin phải gặp, chứ không có sự hỗ trợ cao giọng nào. Mối quan hệ giữa Trung Quốc và Nga vốn được các phương tiện truyền thông của Trung Quốc khoe khoang là không có giới hạn, cuối cùng đã hiện nguyên hình. Trên thực tế, Tổng thống Nga Putin chưa bao giờ coi ông Tập Cận Bình là người bạn tri kỷ thân thiết nhất. Quan hệ của ông Putin với ông Tập chỉ là quan hệ lợi dụng lẫn nhau mà thôi. Sau khi ông Putin phát động cuộc chiến Ukraine, ông đã bị quốc tế cô lập một cách chưa từng có, và chỉ có ông Tập là hỗ trợ lớn nhất cho ông. Tuy nhiên, ông Putin ngay cả khi trong hoàn cảnh khó khăn, trong tình huống bạn bè thân thiết đã ít lại càng ít hơn, cũng không có xem trọng ông Tập. Vào ngày 21 tháng 3, khi ông Tập Cận Bình đến thăm Moscow, ông đã ký và đưa ra tuyên bố chung với ông Putin rằng tất cả các quốc gia sở hữu vũ khí hạt nhân không nên triển khai vũ khí hạt nhân ở nước ngoài và nên rút lại vũ khí hạt nhân đã triển khai ở nước ngoài. Hai bên tái khẳng định cam kết đối với hiệp ước không phổ biến vũ khí hạt nhân và sẽ tiếp tục hợp tác. Ngày 25 tháng 3, trong một cuộc phỏng vấn với giới truyền thông, ông Putin cho biết Nga sẽ triển khai vũ khí hạt nhân chiến thuật ở Belarus. Đây là một cái tát vào mặt công khai với ông Tập. Đó là chưa tính, ông Lý Huy đã đến thăm Moscow vào ngày 26 tháng 5. Ngày 27 tháng 5, hãng thông tấn vệ tinh Nga đưa tin thành phố Zaporizhia đang chuẩn bị xuất khẩu 2 triệu tấn ngũ cốc sang Trung Quốc. Thành phố Zaporizhia là một trong 4 tỉnh miền đông Ukraine bị Nga chiếm đóng sau cuộc xâm lược tháng 2 năm ngoái. Động thái của ông Putin rõ ràng là yêu cầu Trung Quốc nhập khẩu ngũ cốc từ thành phố Zaporizhia và biến tướng thừa nhận rằng thành phố này đã là lãnh thổ hợp pháp của Nga. Đây là sự sắp đặt có chủ đích của ông Putin đối với ông Tập. Nếu ông Tập Cận Bình mắc câu thì ông Putin có thể trói chặt ông Tập với mình và để ông Tập chia sẻ rủi ro trong cuộc chiến Ukraine với mình. Thực ra không phải bây giờ ông Putin mới không coi ông Tập là bạn thân, mà ngay khi ông Tập gặp khó khăn trước đó, ông Putin đã không coi Tập là người bạn thân thiết rồi. Ngày 7 tháng 6 năm 2019, khi chiến tranh thương mại Trung Mỹ đang căng thẳng, ông Tập Cận Bình đã đến thăm Nga và muốn cùng Nga đoàn kết chống Mỹ. Tuy nhiên, khi một phóng viên hỏi ông Putin rằng ông nhìn nhận cuộc chiến thương mại Trung Mỹ như thế nào, câu trả lời của ông Putin lại là tòa sơn quang hổ đấu, ngồi im trên núi xem hổ đánh nhau. Trong vận hành thực tế, ông Putin đâu phải chỉ ngồi im trên núi xem hổ đánh nhau thôi đâu. Chẳng hạn ngày 5 tháng 5 năm 2019, cuộc chiến thương mại Mỹ-Trung lại được khơi lại. Từ ngày 1 tháng 6 sẽ tăng thuế xuất khẩu dầu thêm 5,8 đô la Mỹ trên một tấn, lên 110,4 đô la Mỹ. Trung Quốc là đối tác nhập khẩu lớn nhất của Nga. Dựa trên việc chuyển đổi dữ liệu nhập khẩu vào năm 2018, Trung Quốc phải trả ít nhất 410 triệu đô la Mỹ tiền thuế cho Nga mỗi năm. Kể từ ngày 2 tháng 5 năm 2020, quân đội Trung Ấn liên tục đụng độ với biên giới. Đến ngày 15 tháng 6, cuộc đổ máu tồi tệ nhất trong 58 năm đã xảy ra. Ngay khi quan hệ Trung Ấn đang leo thang căng thẳng, Bộ trưởng Bộ Công Thương Nga Denis Manturov tuyên bố Ấn Độ đã đặt mua 464 chiếc xe tăng chiến đấu chủ lực T-90 cải tiến từ Nga và dự kiến sẽ đặt mua 600 xe tăng chiến đấu chủ lực T-14 mới nhất. Do yêu cầu khẩn cấp của quân đội Ấn Độ, Nga sẽ ưu tiên cung cấp 1.000 xe tăng chiến đấu chủ lực. Đồng thời, quân đội Ấn Độ cũng mua khẩn cấp 21 máy bay chiến đấu MiG-29 từ Nga để tăng cường hiệu quả chiến đấu của không quân Ấn Độ. Như vậy là Nga đã bán vũ khí cho đối thủ đáng gờm nhất trong khu vực của Trung Quốc. Sau khi đại dịch COVID-19 bùng phát vào năm 2020, ông Putin đã thực hiện các biện pháp cách ly nghiêm khắc nhất đối với người Trung Quốc, bao gồm đóng cửa biên giới giữa Nga và Trung Quốc, đình chỉ hoạt động vận tải giữa Trung Quốc và Nga, hạn chế hành khách Trung Quốc quá cảnh tại Nga, cấm công nhân Trung Quốc nhập cảnh, cách ly bắt buộc đối với công nhân Trung Quốc tại Nga, một số bị đưa trả về Trung Quốc và cấm nhập cảnh trong 5 năm, trục xuất công dân Trung Quốc nhiễm COVID-19 về Trung Quốc, v.v. Nếu kéo dài thời gian thêm một chút nữa, có lẽ có thể thấy rõ hơn bản chất trong mối quan hệ Trung-Nga ngày nay. Kể từ thời cận đại đến nay, quốc gia chiếm lĩnh nhiều lãnh thổ nhất của Trung Quốc không phải là Anh, Nhật Bản hay Hoa Kỳ, mà chính là Nga. Những phần lãnh thổ bị Liên Xô chiếm đóng bao gồm đảo Hắc Hạt Tử, với diện tích gấp 70 lần quần đảo Điếu Ngư, đã bị Liên Xô chiếm đóng vào ngày 29 tháng 12 năm 1929. Vùng Tanu Uriankai, nơi là nước Cộng hòa Tuva thuộc Liên bang Nga,
với diện tích tương đương tỉnh Quảng Châu, Trung Quốc đã trở thành một phần của Liên Xô vào năm 1944. Đảo Sakhalin, gấp đôi diện tích Đài Loan, bị quân đội Liên Xô chiếm đóng vào tháng 8 năm 1945. Vào thời nhà Thanh, Nga đã chiếm nhiều phần lãnh thổ rộng lớn của Trung Quốc. Ngày 28 tháng 5 năm 1858, chính quyền Nga ép nhà Thanh ký điều ước ái hồn. Theo đó, Nga cưỡng đoạt hơn 600.000 km2 đất ở phía bắc Hắc Long Giang và phía nam núi Đại Hưng An. Ngày 14 tháng 11 năm 1860, Nga ép nhà Thanh ký hiệp ước Bắc Kinh và chiếm hơn 400.000 km2 lãnh thổ phía đông sông Ussuri. Năm 1864 và năm 1881, Nga ép nhà Thanh ký kết văn bản chia lãnh thổ Tây Bắc và chiếm 583.500 km2 lãnh thổ phía Tây Bắc Trung Quốc. Lãnh thổ Trung Quốc đã bị Nga và sau đó là Liên Xô chiếm đoạt, với tổng diện tích trên 1,7 triệu km2 đất. Khi Đảng Cộng sản Liên Xô và Nga giải quyết quan hệ Trung Xô và Trung Nga, họ luôn đặt lợi ích của Liên Xô và Nga lên hàng đầu. Từ góc độ lẽ thường, Trung Quốc nên có mối quan hệ tốt với khách hàng lớn nhất của mình là Hoa Kỳ mới phải. Vào năm 2022, kim ngạch thương mại giữa Trung Quốc và Hoa Kỳ sẽ là 690 tỷ đô la Mỹ, trong khi kim ngạch thương mại giữa Trung Quốc và Nga là 190,2 tỷ đô la Mỹ. Tuy nhiên, dưới ảnh hưởng của món canh mê hồn hoặc một lý do nào đó, Trung Quốc không ngừng chống Mỹ và thân Nga. Để đến hôm nay, ông Putin đã tát vào mặt Trung Quốc hết lần này đến lần khác, và những cái tát đó rất lớn. Không biết rằng sau sự kiện binh biến Wagner, liệu ông Tập Cận Bình có tỉnh ngộ hay không? Dù chỉ tồn tại trong một thời gian ngắn, cuộc nổi dậy của Wagner đã tạo ra tác động vượt xa biên giới nước Nga. Một số nhà phân tích cho rằng đó có thể là khởi đầu cho sự kết thúc của liên minh do Bắc Kinh dẫn dắt cùng với Moscow nhằm chống lại thế giới tự do. Trong 24 giờ đầy kịch tính, nhóm bán quân sự đã thu hút sự chú ý của thế giới khi chiếm thành phố Rostov, một trung tâm chiến thuật quan trọng đối với Nga trong cuộc chiến tranh ở Ukraine. Dẫn đầu cuộc nổi dậy là ông Yevgeny Prigozhin, một đồng minh từng được nhà lãnh đạo Nga Vladimir Putin tin cậy. Ông Putin đã mô tả hành động này là đâm sau lưng. Ông Prigozhin hiện đang sống lưu vong ở Belarus theo một thỏa thuận rằng Nga sẽ không buộc tội hình sự đối với ông ta. Nhưng việc rời sang Belarus của ông Prigozhin sau khi đặt ra phép thử nghiêm trọng nhất đối với ông Putin trong hơn 2 thập kỷ cầm quyền của Tổng thống Nga khó có thể khép lại vấn đề trước con mắt của các nhà quan sát bên ngoài. Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken nói, "Chúng tôi thấy các vết rạn nứt đang xuất hiện, nơi họ đi đến, nếu họ đi, khi nào họ đến đó, rất khó nói, nhưng tôi không nghĩ chúng ta đã chứng kiến được màn cuối cùng." Theo nhà phân tích địa chính trị Gordon Chang, các rạn nứt không chỉ xuất hiện trong chế độ Nga. Trung Quốc đang cố gắng lật đổ toàn bộ hệ thống quốc tế. Mặc dù Trung Quốc hùng mạnh, nhưng nó không mạnh đến thế. Nó cần những đồng minh như Putin, và nếu Putin không trụ vững, thì Trung Quốc sẽ gặp rắc rối. Ông Chang nói với The Epoch Times. Dung chuyển Bắc Kinh. Bắc Kinh đã giữ im lặng khi các lực lượng của ông Prigozhin hành quân đến Moscow. Trung Quốc chỉ bắt đầu nói về vấn đề này một ngày sau khi thỏa thuận ngừng bắn ngăn chặn sự di chuyển của các lực lượng vũ trang của ông Prigozhin. Một phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết đây là công việc nội bộ của Nga. Là nước láng giềng thân thiện và là đối tác điều phối chiến lược toàn diện của Nga trong kỷ nguyên mới, Trung Quốc ủng hộ Nga trong việc duy trì ổn định quốc gia và đạt được sự phát triển và thịnh vượng. Ông Chang cho biết phản ứng chậm trễ từ Bắc Kinh là do họ không biết phải nói gì. Ông nói về nhà lãnh đạo Trung Quốc. Vấn đề ở đây đối với ông Tập Cận Bình là vì ông ấy đã tuyên bố quan hệ đối tác không giới hạn với Nga, và đối tác không giới hạn này gần như đã bị bãi bỏ trong những diễn biến đáng chú ý đó. Vì vậy, tôi nghĩ rằng Trung Quốc bị rung chuyển một chút bởi điều này. Mối quan hệ đối tác không giới hạn được ông Tập và ông Putin đưa ra vào ngày khai mạc Thế vận hội mùa đông Bắc Kinh khi hai người tổ chức cuộc gặp trực tiếp đầu tiên sau 2 năm, đồng thời chế giễu cái mà họ gọi là sự can thiệp vào công việc nội bộ từ phương Tây. Đó là chưa đầy 3 tuần trước khi Nga bắt đầu tấn công Ukraine. Khoảng 1 năm sau, vào tháng 3, ông Tập Cận Bình trở thành khách mời danh dự tại Moscow. Khi chia tay Putin, nhà lãnh đạo Trung Quốc tươi cười nói rằng hai người họ đang thúc đẩy sự thay đổi chưa từng xảy ra trong 100 năm.
Trong một cuộc đảo chính thoáng qua tương tự vào năm 1991, những người theo đường lối cứng rắn của Đảng Cộng sản Liên Xô đã nhốt nhà lãnh đạo Liên Xô Mikhail Gorbachev trong biệt thự nghỉ dưỡng ở Crimea của ông Gorbachev. Âm mưu sụp đổ trong 3 ngày, nhưng nó lại là ngòi nổ dẫn đến sự sụp đổ cuối cùng của Liên Xô 4 tháng sau đó. Ông Trang cho rằng Putin đang ở một tình thế tương tự. Ông ấy đã có thể thành công trong việc ngăn chặn cuộc nổi dậy lật đổ ông ấy, nhưng nước Nga đang trong tình trạng bất ổn, vì vậy tôi không nghĩ rằng chúng ta đã chứng kiến đoạn kết. Đối với chế độ Trung Quốc, vốn coi Nga như một đồng minh để phá vỡ trật tự thế giới do Mỹ lãnh đạo, điều này không phải là một dấu hiệu tốt. Trung Quốc cố gắng thể hiện mình là bất khả chiến bại, thống trị thế giới, song bây giờ nó trông không đáng sợ lắm. Nhưng vị thế chính trị suy yếu của ông Putin không phải là mối quan tâm duy nhất trong tính toán của Bắc Kinh. Vài ngày sau cuộc nổi dậy của ông Wagner, ông Tập đã thăng cấp tướng cho hai chính ủy, một động thái mà một số người cho là nỗ lực củng cố quyền lực. Một sĩ quan quân đội Trung Quốc, người viết bài cho PLA Daily, tờ báo chính thức của cơ quan tác chiến quân sự cao nhất của Trung Quốc cho rằng, các lực lượng vũ trang Trung Quốc phải nâng cao nhận thức về an ninh quốc gia và sẵn sàng đối mặt với những thử thách lớn trong một vùng biển đầy bão tố. Trung Quốc tin rằng Nga rơi vào tình trạng lộn xộn như vậy vì ở nước này không tồn tại sự kiểm soát giống như thứ Đảng Cộng sản Trung Quốc áp đặt lên chính phủ Trung Quốc. Vì vậy, ông Tập Cận Bình chắc chắn sẽ nâng cao khả năng kiểm soát đó. Ông Tập Cận Bình đã từng thanh trừng nhiều quan chức quân sự cấp cao để củng cố quyền lực trong hơn một thập kỷ cầm quyền của mình. Ông ấy biết có rất nhiều sự oán giận trong đội ngũ quân đội. Vì vậy, đó là lý do tại sao vấn đề này rất đáng lo ngại đối với ông ấy. Các chuyên gia cho biết, các vấn đề trong nước cũng sẽ khiến Bắc Kinh phải cảnh giác. Người Trung Quốc luôn lo lắng về các cuộc cách mạng màu như điều chúng ta vẫn thường được biết và các cuộc cách mạng rất dễ lây lan, chúng thực sự lan truyền. Tháng 11 năm ngoái, một vụ hỏa hoạn chết người tại một tòa nhà cao tầng ở Tân Cương đã gây ra các cuộc biểu tình rầm rộ trên khắp đất nước. Những người biểu tình giơ những tờ giấy trắng để phản đối các biện pháp phong tỏa khắc nghiệt do Covid của chế độ trong cái được gọi là các cuộc biểu tình giấy trắng. Phong trào lắng xuống với việc Bắc Kinh gỡ bỏ các hạn chế Covid trong khi lặng lẽ bắt giữ những người tham gia. Nhưng đằng sau nó, người ta đã nhìn thấy một tinh thần bất mãn lớn hơn. Nó sẽ không biến mất. Một số người thực sự đang yêu cầu Đảng Cộng sản Trung Quốc và ông Tập Cận Bình buông bỏ quyền lực trong một số khẩu hiệu mà người biểu tình đã hô vang. Đối với cá nhân nhà lãnh đạo Trung Quốc, chưa bao giờ vị thế lãnh đạo hạt nhân của ông bị uy hiếp nghiêm trọng như vậy. Các nhà kinh tế đã hy vọng rằng việc chấm dứt chính sách Zero Covid có thể thúc đẩy chi tiêu nội địa của Trung Quốc và hồi sinh nền kinh tế đang suy yếu của đất nước. Tuy nhiên, ở nhiều cấp độ, tình hình ở Trung Quốc trông không có vẻ sáng sủa hơn mấy so với nửa năm trước. Các chính quyền địa phương đang phải đối mặt với tình trạng vỡ nợ với khoản nợ 23.000 tỷ đô. Những người trong độ tuổi từ 16 đến 24 có tỷ lệ thất nghiệp kỷ lục trên 20%. Doanh số bán bất động sản tiếp tục sụt giảm. Đất nước sẽ phải đối mặt với thứ có thể là cuộc di cư lớn nhất thế giới của các triệu phú trong năm nay, trong khi ngày càng có nhiều các cá nhân vỡ mộng cũng đang chạy trốn khỏi đất nước. Không có câu trả lời nào cho ông Tập Cận Bình ngoài việc đàn áp mạnh mẽ hơn nữa, và đó cuối cùng sẽ không phải là một giải pháp vì nền kinh tế đang sa sút. Một số chuyên gia đồng ý với nhau rằng các vấn đề kinh tế là một trở ngại lớn đối với Trung Quốc, nó tương tự như tình hình trước khi Liên Xô sụp đổ. Nền kinh tế eo uột không thể gánh vác nổi những khoản chi tiêu quân sự khổng lồ của quốc gia. Cuối cùng Liên Xô và rất có thể là Trung Quốc đều không phải sụp đổ vì một cuộc cách mạng mà là sau một cuộc đại khủng hoảng về kinh tế và lòng tin. Về phía nước Nga, ông Putin thậm chí có thể phụ thuộc nhiều hơn vào Trung Quốc sau cuộc nổi dậy. Vì vậy, mong muốn lãnh đạo trật tự thế giới của Trung Quốc sẽ được củng cố. Thế nhưng, sự suy giảm kinh tế sẽ là vấn đề số một cản trở ông Tập thực hiện tham vọng của mình. Ông Tô Tử Vân, Giám đốc Viện Nghiên cứu Quốc phòng và An ninh của Đài Loan thì cho rằng, hiện tại, Trung Quốc và Nga sẽ tiếp tục tụ tập với nhau để lấy hơi ấm trong lúc họ đối đầu với phương Tây. Mỗi bên sẽ nhận được những gì họ cần từ mối quan hệ này. Với cuộc chiến Ukraine kéo dài, Nga có thể sẽ thấy mình ngày càng phụ thuộc vào Trung Quốc, hiện là khách hàng chính mua dầu của Nga, thứ từng xuất sang châu Âu. Trung Quốc đã tìm cách giảm nhẹ tính chất nghiêm trọng của cuộc binh biến Wagner và lên tiếng ủng hộ Moscow một cách thận trọng.
Tuy nhiên, một quan chức hàng đầu của Hoa Kỳ đã cho biết cuộc binh biến đã khiến giới lãnh đạo vốn tách biệt của Bắc Kinh bị bất an và một số nhà phân tích trong và ngoài Trung Quốc bắt đầu đặt câu hỏi liệu Bắc Kinh có cần giảm bớt mối gắn kết chính trị và kinh tế với Moscow hay không. Nhà phân tích an ninh Alexander Neil có trụ sở tại Singapore cho biết vụ việc vừa qua như có con ruồi bên trong lọ kem trong mối quan hệ không giới hạn giữa Nga và Trung Quốc. Trọng tâm trong mối quan hệ giữa Trung Quốc và Nga chính là sự đồng phản đối về những gì đôi bên xem là một thế giới do Hoa Kỳ thống trị và sự bành trướng của Liên minh quân sự NATO đã đe dọa an ninh của họ. Sau khi trở thành nhà lãnh đạo chưa từng có nắm 3 nhiệm kỳ liên tiếp kể từ thời của Mao Trạch Đông, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình có chuyến công du nước ngoài đầu tiên tới Moscow để gặp người bạn thân Putin. Trong khi các cây bút bình luận theo chủ nghĩa dân tộc trên các tờ báo của nhà nước Trung Quốc cổ vũ những nỗ lực nhanh chóng của Putin trong việc dập tắt cuộc nổi loạn, thì ngay cả một số người ở Trung Quốc, nơi tiếng nói chỉ trích bị siết chặt, đã bắt đầu chất vấn về sự đặt cược của Bắc Kinh vào Nga. Shen Dingli, chuyên gia quan hệ quốc tế tại Thượng Hải cho biết, Trung Quốc sẽ thận trọng hơn với lời nói và hành động với Nga. Một số học giả Trung Quốc thậm chí còn đi xa hơn nữa. Giang Chun, giáo sư tại Đại học Khoa học Chính trị và Luật Trung Quốc ở Bắc Kinh, đã viết một bài bình luận đăng hôm thứ Bảy kêu gọi Trung Quốc trực tiếp hỗ trợ Ukraine để tránh bị Nga lôi vào vũng lầy chiến tranh. Với sự phát triển của tình hình hiện tại và hướng đi của cuộc chiến, Trung Quốc nên điều chỉnh hơn nữa lập trường của mình đối với Nga và Ukraine, thể hiện thái độ rõ ràng hơn và kiên quyết đứng về phía những người chiến thắng của lịch sử. Trung Quốc là đối tác thương mại hàng đầu của Nga, với việc Bắc Kinh xuất khẩu mọi thứ từ ô tô đến điện thoại thông minh và thu mua nguồn dầu thô giá rẻ của Nga, vốn đang chịu các lệnh trừng phạt ở phần lớn các nước còn lại trên thế giới. Nhưng, ngay cả trong năng lượng, lĩnh vực giúp thúc đẩy thương mại giữa Nga và Trung Quốc tăng 40% trong 5 tháng đầu năm nay, vẫn có một số dấu hiệu thận trọng từ phía Trung Quốc. Các giám đốc điều hành hàng đầu tại các công ty năng lượng nhà nước Trung Quốc thường nói rằng còn quá sớm để bình luận hoặc tránh né các nghi vấn về những khoản đầu tư mới vào Nga. Michel Maidan, người đứng đầu bộ phận nghiên cứu năng lượng Trung Quốc tại Viện Nghiên cứu Năng lượng Oxford cho biết, nếu Nga thua cuộc hoặc có những thay đổi trong giới lãnh đạo trong nước, điều đó sẽ tạo ra những bất ổn lớn cho các nhà đầu tư Trung Quốc. Chính phủ Trung Quốc dường như đang thận trọng, viện dẫn thông tin Bắc Kinh vẫn chưa ký một thỏa thuận cho một đường ống dẫn khí đốt mới giữa hai nước, bất chấp sự hối thúc từ Moscow. Trong khi Trung Quốc đóng vai trò rất quan trọng đối với nền kinh tế Nga, thì giao dịch thương mại của Trung Quốc với các nước như Mỹ, Liên minh châu Âu và Nhật Bản, vốn có tiếng nói chỉ trích gay gắt nhất cuộc chiến của Moscow ở Ukraine, lại áp đảo các giao dịch của nước này với Nga. Bắc Kinh hiện có thêm nhiều lý do để ngờ vực hơn và mang tính đổi trác hơn trong những thỏa thuận với nước Nga và Putin. Cuộc xung đột Nga-Ukraine diễn ra khốc liệt trong hơn một năm qua. Nhưng đến nay vẫn chưa có dấu hiệu nào cho thấy cuộc chiến này sẽ đi đến hồi kết trong tương lai gần. Hàng nghìn binh sĩ đã thiệt mạng, nhiều thành phố biến thành đống đổ nát và hàng triệu người Ukraine rời bỏ đất nước. Chiến dịch phản công của Ukraine nhằm giành lại các vùng lãnh thổ do Nga kiểm soát có thể mở ra những diễn biến quan trọng mới cho cuộc chiến tang thương trên vùng đất Đông Âu xinh đẹp. Từ đầu tháng 6, Ukraine được cho là đã mở chiến dịch phản công quy mô lớn nhằm giành lại các vùng lãnh thổ do Nga kiểm soát. Song, nhiều chuyên gia cho rằng hiện vẫn còn quá sớm để khẳng định liệu chiến dịch phản công của Ukraine có thành công hay không. Nhưng những diễn biến tiếp theo của cuộc xung đột sẽ phụ thuộc phần lớn vào cuộc phản công này. Trong bối cảnh cuộc chiến trên bộ lớn nhất ở châu Âu kể từ năm 1945 đang bước vào một giai đoạn mới, giới phân tích đã dự đoán một số kịch bản có thể diễn ra tiếp theo. Thứ nhất là lệnh ngừng bắn. Theo các chuyên gia, giai đoạn tiếp theo của cuộc xung đột sẽ được xác định bằng việc Ukraine có thể giành lại các vùng lãnh thổ đã mất trong thời gian ngắn hay dài trong chiến dịch phản công. Nếu cuộc phản công của Ukraine bị đình trệ, triển vọng đàm phán với Nga sẽ tăng lên và điều này có thể sẽ được các nước phương Tây khuyến khích. Tuy nhiên, nếu Ukraine có thể giảm diện tích lãnh thổ do Nga kiểm soát từ 20% ở thời điểm hiện tại xuống còn khoảng 10-15%, khả năng đàm phán sẽ thấp hơn. Các cuộc đàm phán có thể dẫn đến một lệnh ngừng bắn tạm thời, tương tự như tình trạng ở bán đảo Triều Tiên, nơi không bên nào công nhận chiến tranh đã kết thúc. Ngừng bắn không phải là kết thúc hoàn toàn xung đột,
mà chỉ là giảm cường độ giao tranh, ít nhất là tạm thời, và trở thành một giai đoạn gần giống với một cuộc xung đột đóng băng. Có thể nóng lên hoặc hạ nhiệt tùy thuộc vào nhiều yếu tố. Theo kịch bản này, Nga có thể hy vọng Mỹ và các nước phương Tây khác sẽ không còn quan tâm đến cuộc xung đột và sẽ giảm bớt sự ủng hộ dành cho Ukraine. Điều đó cuối cùng sẽ thay đổi cán cân quyền lực theo hướng có lợi cho Nga và cho phép Nga giành lại các vùng lãnh thổ theo cách lý tưởng mà họ muốn vào tháng 2 năm ngoái. Thứ hai là thỏa thuận hòa bình. Giới phân tích nhận định rằng, chiến sự cũng có khả năng kết thúc bằng một thỏa thuận hòa bình. Nhưng thực tế cho thấy, Nga đang lún quá sâu vào cuộc xung đột này. Nga đã đổ quá nhiều nguồn lực chính trị và quân sự để có thể rút khỏi cuộc chiến mà không đạt được những thành công rõ ràng. Mặc dù không rõ Tổng thống Vladimir Putin đã chấp nhận kết quả nào là thành công đối với Nga trong chiến dịch quân sự tại Ukraine, nhưng ông Putin có thể chấp nhận việc Nga giữ lại các vùng lãnh thổ mà Nga đã giành quyền kiểm soát ở phía đông và phía nam Ukraine. Câu hỏi phức tạp hơn được đặt ra là Ukraine sẽ sẵn sàng từ bỏ những gì trong một thỏa thuận với Nga. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky từng tuyên bố mục tiêu của Ukraine là giành lại tất cả các khu vực mà Nga đã kiểm soát, bao gồm cả bán đảo Crimea, nơi Nga sáp nhập vào năm 2014. Các bên rất khó đạt được một thỏa thuận hòa bình ở thời điểm này, và cả Tổng thống Putin lẫn Tổng thống Zelensky đều không chấp nhận bất kỳ hình thức nhượng bộ nào. Thứ ba là thành công của Nga. Mục tiêu của Nga là kiểm soát hoàn toàn Ukraine, và điều quan trọng là Kiev đã đạt được bước tiến quan trọng trong việc ngăn chặn mục tiêu này của Moscow. Có thể cho rằng ít nhất cho đến tháng 2 năm 2022, quân đội Nga là đội quân mạnh thứ ba trên thế giới, sau Mỹ và Trung Quốc. Nhưng Ukraine đã ngăn chặn một chiến dịch chớp nhoáng của Nga nhằm kiểm soát Kiev. Mặc dù mục tiêu của Nga ngày càng khó đạt được, nhưng Moscow có thể chấp nhận một chiến dịch thành công dưới hình thức một thỏa thuận hòa bình và các vùng lãnh thổ mà Nga đã kiểm soát ở Ukraine. Tuy vậy, trong tình hình hiện tại, các lực lượng Nga có rất ít triển vọng cho các hoạt động tấn công vì thương vong của họ trong trận chiến giành thành phố Bakhmut ở miền đông Ukraine rất lớn. Mục tiêu của Nga bây giờ là củng cố các vùng lãnh thổ mà họ đã kiểm soát, đồng thời ngăn chặn các lực lượng Ukraine giải phóng thêm lãnh thổ và tiếp tục chờ đợi. Thứ tư là Nga rút quân, Ukraine chiến thắng. Một kịch bản có thể xảy ra là Ukraine sẽ giành được lợi thế ở những khu vực như Lugansk và Donetsk ở phía đông và Zaporizhia ở phía nam sau chiến dịch phản công. Nhiều khả năng Ukraine có thể đạt được những bước tiến lớn, nhưng việc đẩy lùi Nga khỏi các vùng lãnh thổ mà họ đã kiểm soát sẽ rất khó khăn. Bất chấp những tổn thất về nhân lực và thiết bị, Nga cho đến nay vẫn không thể hiện bất kỳ dấu hiệu nào cho thấy họ sẽ rút quân khỏi Ukraine. Moscow tuyên bố không có triển vọng chấm dứt xung đột khi Tổng thống Zelensky năm ngoái đã ra luật cấm đàm phán với chính quyền Tổng thống Vladimir Putin. Do vậy, Moscow không còn lựa chọn nào ngoài biện pháp quân sự. Đầu tháng này, Tổng thống Zelensky tuyên bố nếu Nga muốn đạt được giải pháp ngoại giao cho cuộc xung đột hiện nay, họ nên rút quân thay vì đợi Ukraine giải phóng lãnh thổ bằng quân sự. Ông Zelensky cũng tin tưởng rằng chiến dịch phản công của Ukraine sẽ thành công. Cuộc chiến với Liên bang Nga giống như một chiếc bánh. Chúng ta không thể ăn toàn bộ nó trong chỉ một lần vì miếng của bạn sẽ bị rách. Nga là một quốc gia lớn, sẽ rất khó có thể nuốt trôi những vấn đề này. Vì vậy, chúng ta phải chia cuộc chiến ra thành từng phần, sẽ có các chiến thắng nhỏ tiếp nối hoặc diễn ra song song. Nhưng phần lớn là chúng sẽ nối tiếp nhau, ông Zelensky tuyên bố. Thứ năm là cuộc xung đột kéo dài. Một khả năng có thể xảy ra là giao tranh tiếp tục diễn ra khốc liệt trong nhiều tháng, thậm chí là nhiều năm, mà không có người chiến thắng. Cuộc xung đột về cơ bản có thể trở thành một cuộc chiến tiêu hao, trong đó cả hai bên cố gắng bào mòn nhau đến mức sụp đổ. Không rõ bên nào sẽ có thể cầm cự lâu hơn, trong khi Ukraine nhận được sự hỗ trợ đáng kể từ phương Tây. Nga có nguồn binh lực dồi dào hơn, mặc dù vậy, quân đội Nga cũng bị suy yếu đáng kể do cuộc xung đột này, khi phải chịu tổn thất lớn về binh lính và vũ khí. Từ Mark Milley, Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ, hồi tháng 5 cho biết ông nghĩ rằng xung đột có thể kéo dài nhiều thập niên vì Nga sẽ chiến đấu để đạt được các mục tiêu quân sự của mình. Nguồn nhân lực dồi dào của Nga đồng nghĩa với việc Ukraine khó có thể giành lại toàn bộ lãnh thổ. Điều đó có nghĩa là giao tranh sẽ tiếp tục, sẽ khốc liệt, sẽ rất khó khăn. Đến một lúc nào đó, cả hai bên sẽ đàm phán để giải quyết hoặc đi đến một thỏa thuận quân sự.
Thứ sáu là chiến tranh hạt nhân hoặc NATO can thiệp. Đây được cho là khả năng khó xảy ra nhất. Song kể từ khi xung đột nổ ra, Tổng thống Putin từng nhiều lần ngụ ý về việc sẵn sàng sử dụng vũ khí hạt nhân để bảo vệ đất nước và tuyên bố đây không phải là lời nói đùa. Các nước phương Tây và các chuyên gia hiện vẫn tranh luận về mức nghiêm trọng của mối đe dọa này. Theo giới phân tích, có những rủi ro lớn liên quan đến việc sử dụng vũ khí hạt nhân, bao gồm rủi ro trên lãnh thổ của Nga. Nếu các lực lượng Nga phải đối mặt với một cuộc tấn công quy mô lớn, Nga có thể sử dụng vũ khí hạt nhân trên chiến trường. Nhưng điều này có thể tạo ra rủi ro lớn hơn nhiều so với lợi ích mà Nga giành được. Có rất nhiều rủi ro liên quan đến việc sử dụng vũ khí hạt nhân, kể cả về mặt chính trị, ngoại giao và không rõ liệu NATO có tham gia vào kịch bản này hay không. Một quan chức cấp cao từng nói rằng, một cuộc tấn công hạt nhân của Nga có thể sẽ vấp phải phản ứng từ NATO. Tuy nhiên, việc NATO tuyên chiến với Nga có thể tạo ra một cuộc xung đột quy mô lớn, kéo theo các nước khác tham gia như Trung Quốc. Đây là kịch bản mà NATO muốn tránh. Thay vào đó, NATO trước mắt có thể sẽ xem xét tăng cường trừng phạt Nga và hỗ trợ vũ khí cho Ukraine. Theo các học thuyết quân sự, các cuộc tấn công vào lực lượng của đối phương thường bắt đầu bằng không kích, tiếp theo là bộ binh áp đảo trên mặt đất, dưới sự yểm trợ của máy bay chiến đấu để tạo một lối mở. Tuy nhiên, Ukraine khó có thể áp dụng chiến thuật này khi tấn công vào phòng tuyến Nga. Thiếu lực lượng không quân mạnh mẽ, quân đội Ukraine đang tiến hành một chiến thuật tấn công mà ít đội quân hiện đại nào dám làm. Đánh bật lực lượng Nga khỏi các phòng tuyến kiên cố mà Nga đã chuẩn bị suốt nhiều tháng và sẵn sàng cho cuộc tấn công khốc liệt kéo dài. Những thất bại ban đầu của Ukraine là dấu hiệu cho thấy cuộc phản công của Ukraine sẽ là một chiến dịch kéo dài, tổn thất lớn và không lặp lại kỳ tích từng xảy ra trong đợt phản công vào cuối mùa hè năm ngoái, khi Ukraine đẩy lùi lực lượng Nga khỏi vùng Kharkiv. Cuộc phản công sẽ rất khó khăn, các lực lượng Nga đã được sự chuẩn bị trong khoảng thời gian dài. Họ đã rút kinh nghiệm từ những sai lầm ở Kharkov. Broglie, một thành viên cao cấp tại Viện Nghiên cứu Chính sách Đối ngoại ở Mỹ, nhận định. Cuộc xung đột hiện nay với những trận chiến khốc liệt trên chiến trường, về cơ bản là trận chiến của sự chuẩn bị. Từ giữa năm ngoái, cả hai bên đã tập hợp vũ khí, binh lính và các vị trí phòng thủ cho một giai đoạn xung đột mà họ tin là thời điểm then chốt. Ukraine đã nhận hàng tỷ đô la Mỹ vũ khí và thiết giáp hiện đại từ các đồng minh phương Tây. Trong khi đó, Nga đã huy động hơn 200.000 binh lính, đào chiến hào và chuẩn bị các vị trí khai hỏa để ngăn chặn lực lượng Ukraine. Điều đáng chú ý là quân đội Nga đã rải hàng triệu quả mìn trên khắp chiến tuyến. Đầu tháng này, Ukraine đã mất một số xe tăng và xe chiến đấu bọc thép cho phương Tây cung cấp khi đi vào một trong những bãi mìn của Nga. Các đơn vị khác cũng phải đối mặt với các cuộc tấn công từ máy bay trực thăng và tên lửa của Nga, được phóng từ cả trên không và trên đất liền. Đối mặt với thất bại trong cuộc tấn công thăm dò, các chỉ huy Ukraine trong những ngày gần đây đã tạm dừng tiến công để đánh giá lại chiến thuật. Do không có ưu thế trên không, Ukraine đã tìm cách làm suy giảm năng lực chiến đấu của lực lượng Nga bằng cách tấn công vào các nguồn tiếp viện và trung tâm chỉ huy thông qua các cuộc tấn công bằng vũ khí tầm xa. Gần đây nhất là sử dụng tên lửa hành trình Storm Shadow do Anh cung cấp. Kiev từng sử dụng chiến thuật này rất thành công vào năm ngoái, khi sử dụng các hệ thống pháo phản lực cơ động cao HIMARS do Mỹ cung cấp để tấn công các vị trí quan trọng của Nga và làm suy giảm sức mạnh chiến đấu của quân đội Nga. Kherson là khu vực đặc biệt dễ bị tổn thương do nằm ở nơi hợp lưu của hai con sông. Mặc dù vậy, chiến dịch bao vây của Ukraine cũng phải mất nhiều tháng mới thành công. Các mục tiêu hiện tại của Ukraine không dễ bị tấn công như Kherson. Điều này đặt ra thêm thách thức cho Kiev. Theo Philip Sorian, giáo sư nghiên cứu chiến lược tại Đại học Andrew ở Scotland, lực lượng Ukraine chỉ có thể chọn thủng phòng tuyến Nga nếu họ có thể bào mòn khả năng chiến đấu của đối phương. Vì Ukraine không có ưu thế trên không, họ không thể xuyên thủng phòng tuyến đối phương và bảo vệ lực lượng tăng thiết giáp. Đó là một giai đoạn rất khốc liệt, chuyên gia O'Brien nhận định. Để tăng cơ hội thành công, Ukraine đã phải nỗ lực kéo giãn lực lượng và tiến hành các cuộc tấn công thăm dò phản ứng của Nga. Trong những tuần gần đây, lực lượng Ukraine đã tiến hành các cuộc tấn công vào các khu vực dọc theo chiến tuyến. Từ thành phố Belgorod của Nga qua biên giới Ukraine ở phía Bắc, đến gần Tokmak, một đầu mối đường sắt quan trọng để tiếp tế cho quân đội Nga ở miền nam Ukraine.
Các chỉ huy Ukraine cho biết quân đội nước này đã phá hủy một kho đạn lớn của Nga ở vùng lãnh thổ mà Nga kiểm soát gần bán đảo Crimea, nơi Nga sáp nhập từ năm 2014. Ukraine cũng tấn công các lực lượng Nga ở Bakhmut, một thành phố gần trung tâm của chiến tuyến dài gần 1.000 km, mà Moscow đã mất gần 10 tháng để kiểm soát. Khi quân đội Nga tuyên bố kiểm soát trung tâm thành phố Bakhmut vài tuần trước, quân đội Ukraine đã rút về các cao điểm lân cận và bắt đầu phản công. Các cuộc giao tranh vẫn tiếp diễn, buộc Nga phải điều thêm quân tới khu vực này. Lực lượng Nga ở Bakhmut cũng rất mệt mỏi, nếu không muốn nói là kiệt sức, mà quan chức cấp cao của NATO cho biết. Ở những nơi khác, quân đội Ukraine, bao gồm lực lượng biệt kích, đang tìm kiếm các điểm yếu trong hệ thống phòng thủ của Nga. Ngay cả những cuộc tiến công không thể xuyên thủng phòng tuyến của Nga cũng có thể giúp các chỉ huy Ukraine nắm rõ hơn về phản ứng của Nga. Bằng cách quan sát cách phản ứng và mức độ phản ứng của quân đội Nga, các chỉ huy Ukraine có thể xác định vị trí các mục tiêu mới để tấn công bằng vũ khí tầm xa. Các quan chức quân sự phương Tây cho rằng, việc chặn các liên lạc vô tuyến của Nga cũng có thể giúp Ukraine tìm kiếm mục tiêu và thu thập thông tin tình báo trên chiến trường. Theo các quan chức phương Tây, Ukraine có thể tận dụng những lợi thế do sự mệt mỏi hay kiệt sức của quân đội Nga. Tuy nhiên, Nga có thể bù đắp điểm yếu này bằng sức mạnh vượt trội của họ, gồm hệ thống phòng thủ, sức mạnh không quân, năng lực tác chiến điện tử hay các bãi mìn dày đặc. Các bãi mìn của Nga có khả năng gây sát thương chính xác do không cần sự can thiệp của con người. Bãi mìn của Nga cũng rất khó phát hiện, buộc Ukraine phải tiến công chậm và có nguy cơ bị Nga tấn công. Nhiều bãi mìn của Nga có sức công phá lớn hơn nhiều so với dự tính của Ukraine và các đồng minh. Điều này đồng nghĩa với việc Ukraine có nguy cơ thiệt hại nhiều hơn. Các chuyên gia cho rằng các trận chiến sắp tới sẽ phụ thuộc vào việc bên nào chuẩn bị tốt hơn. Mark Kenshin, cố vấn cấp cao tại Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế ở Washington, so sánh tình hình hiện tại với trận chiến ở Kursk trong Thế chiến thứ hai, khi cả hai bên đều có sự chuẩn bị. Theo chuyên gia Mark, của Nga và Ukraine đều đã củng cố vị trí và chuẩn bị kỹ lưỡng trong những tháng qua. Vì vậy, trận chiến sắp tới sẽ là phép thử xem bên nào mạnh hơn và nhanh hơn. Mỹ và NATO đang phá vỡ hầu hết các lằn ranh đỏ của Moscow khi liên tục cung cấp cho Ukraine gần như trọn bộ những vũ khí trang bị hiện đại bậc nhất, gồm cả tên lửa hành trình cận âm phóng từ trên không có thể tấn công tầm xa vào sâu trong lãnh thổ Nga. Những tên lửa thế hệ mới mà Ukraine đã và sắp nhận gồm Storm Shadow của Anh, SCALP của Pháp và Taurus KEPD 350 của Đức đang đặt ra cho Nga những thách thức không nhỏ. Hãy cùng điểm danh bộ ba vũ khí đáng gờm này. Đầu tiên hãy đến với Storm Shadow, tên lửa hành trình do Anh viện trợ có tầm bắn trên 250 km hoặc thậm chí tới 500 km tùy phiên bản. Sở hữu khả năng tàng hình nhất định nhờ sử dụng vật liệu giảm bộc lộ tín hiệu radar và kích thước tương đối nhỏ, bay bám địa hình nên phòng không đối phương rất khó phát hiện sớm để đánh chặn hiệu quả. Một khi xuyên thủng lưới lửa phòng không với đầu đạn nặng 450 kg, tên lửa Storm Shadow có thể công phá mục tiêu kiên cố nằm sâu trong lòng đất hoặc ẩn sâu sau lớp vỏ bê tông cốt thép dày nhiều mét. Trong vài tuần gần đây, Ukraine đã sử dụng Storm Shadow để làm nổ tung các nguồn tiếp tế hậu cần và cơ sở hạ tầng của Nga mà trước đó vẫn nằm ngoài tầm với của Kiev. Tên lửa này chính xác đến mức trong lần sử dụng đầu tiên trong chiến tranh vùng vịnh năm 2003, một chiếc Storm Shadow đã chọc thủng một lỗ ở mặt bên của một tòa nhà, liền sau đó một quả khác cũng xuyên qua chính lỗ thủng đó, chính xác đến kinh người. Việc Ukraine sử dụng Storm Shadow trong những tuần gần đây cho thấy họ có rất nhiều mục tiêu cần tấn công trong các khu vực mà quân Nga đang chiếm đóng trên đất nước. Storm Shadow được đưa vào phục vụ Ukraine vào tháng 5, đã hoàn thành một nhiệm vụ mà Ukraine theo đuổi vào năm ngoái với hệ thống HIMARS và tầm bắn tối đa khoảng 80 km. Giống như HIMARS đã từng buộc Nga phải rút lui nguồn cung cấp và căn cứ quân sự ra khỏi tiền tuyến để tránh bị tấn công, Storm Shadow cũng đang buộc Moscow phải suy nghĩ lại về vấn đề hậu cần khi Ukraine tăng cường tấn công. Các quan chức Nga cho biết vào tháng 6, Ukraine đã sử dụng các tên lửa Storm Shadow để làm tê liệt một cây cầu mà Nga dựa vào để tiếp tế cho quân đội của mình ở khu vực Kherson và Zaporizhia.
Vài ngày trước đó, tên lửa đã phá hủy một kho dự trữ đạn dược lớn của Nga gần làng Ryokov. Cũng giống như HIMARS, Tom Sadow dường như có tác động tâm lý lớn đến các lực lượng và thường dân Nga. Đoạn video chia sẻ trên mạng xã hội gần đây cho thấy một kho chứa đạn phát ra hàng loạt vụ nổ dữ dội, một cột khói đen bốc lên khắp các cánh đồng nông trại. Kết thúc rồi, một phụ nữ chứng kiến cảnh tàn phá này đã nói trong đoạn ghi âm. Các kênh truyền thông xã hội và báo chí chính thống của Nga đã đưa tin về việc Storm Shadow nhờ tầm bắn xa của nó đã tấn công các tòa nhà trên khắp các khu vực bị chiếm đóng của Ukraine và thậm chí giết chết một vị tướng Nga. Dokobert, giám đốc mua sắm của quân đội Hoa Kỳ, cho biết Ukraine đang sử dụng loại vũ khí này rất hiệu quả. Bert nói rằng các lực lượng Ukraine đã rất giỏi trong việc liên kết dữ liệu tình báo với các cuộc tấn công tầm xa có độ chính xác cao và đánh thẳng vào các kho dự trữ vũ khí và đạn dược của Nga, bất chấp chúng đã được tái bố trí khỏi vị trí bị phát hiện. Các quan chức Ukraine cũng thừa nhận điều này. Vào tháng 5, Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Oleksiy Reznikov nói với một đài truyền hình địa phương rằng tên lửa Storm Shadow có tỷ lệ thành công 100% trong việc bắn trúng mục tiêu đã định. Một quan chức do Nga bổ nhiệm ở vùng đất bị chiếm đóng cũng từng nói với hãng thông tấn nhà nước Nga TASS rằng rất khó để bắn hạ các tên lửa này. Nước Anh không cho biết họ đã gửi bao nhiêu tên lửa Storm Shadow. Tuy nhiên, Chance, công ty tình báo quốc phòng, ước tính rằng Vương quốc Anh có khoảng 822 tên lửa Storm Shadow trong kho vũ khí của mình trước khi bắt đầu chiến tranh Ukraine. Vào năm 2011, lực lượng không quân Hoàng gia đã nói với Quốc hội Anh rằng mỗi chiếc Storm Shadow có giá tương đương hơn 1 triệu đô la theo thời giá hiện nay. Tuy nhiên, các chuyên gia quốc phòng nói rằng chính sự tồn tại của nó trong kho vũ khí của Ukraine, bất kể là bao nhiêu, cũng đủ để buộc Nga phải di chuyển chuỗi cung ứng ra xa khỏi tiền tuyến. Storm Shadow được sản xuất bởi một công ty liên doanh giữa Anh, Pháp và Ý, MBDA. Chúng sử dụng kết hợp các hệ thống dẫn đường giúp tránh được sự gây nhiễu của kẻ thù, cho nên chúng rất cơ động và tiếp cận mục tiêu nhanh chóng. Ukraine đang phóng tên lửa từ các máy bay chiến đấu Sukhoi và đó là lần đầu tiên nó được mang bởi một máy bay không phải của phương Tây. Không giống như các tên lửa hành trình Tomahawk nổi tiếng của Mỹ thường được bắn theo loạt lớn, Storm Shadow được thiết kế để bắn với số lượng nhỏ nhằm tấn công các mục tiêu rất cụ thể, chẳng hạn như những mục tiêu phía Nga mà Ukraine đang tập trung vào. Nó có thể được thiết lập để kích nổ chậm, cho phép nó xuyên qua một công sự hoặc tòa nhà và chỉ phát nổ khi đã vào sâu bên trong, mang lại cơ hội tốt hơn để tiêu diệt các mục tiêu, ví như binh lính hoặc quan chức quân đội bên trong. Thứ hai là SCALP-EG. Ukraine đã đề nghị Pháp viện trợ loại tên lửa anh em của Storm Shadow này. Mặc dù Paris chưa chính thức gật đầu, nhưng nhiều khả năng Kiev sẽ sớm nhận được chúng. SCALP được quảng cáo là loại tên lửa hành trình siêu chính xác, cực kỳ nguy hiểm, có thể xuyên thủng bất cứ lớp phòng thủ nào của đối phương. Cũng như Storm Shadow, SCALP sử dụng vật liệu hấp thụ sóng radar đi kèm hình dáng khí động học đặc biệt, bay thấp bám địa hình ở độ cao 30-40m, giúp hạn chế khả năng phát hiện và đánh chặn của phòng không đối phương. Tên lửa có tầm bắn xa nhất lên tới 560 km, mang theo đầu đạn nặng 450 kg, được dẫn đường quán tính, cập nhật đường bay thông qua bản đồ địa hình kỹ thuật số và định vị vệ tinh GPS chính xác cao. Chúng còn sở hữu khả năng kháng nhiễu rất tốt nhằm ứng phó hiệu quả với các phương tiện tác chiến điện tử của đối phương. Khi áp sát mục tiêu, tên lửa dâng cao, tự lựa chọn góc tấn công phù hợp nhất để đâm xuyên qua mục tiêu kiên cố và phát nổ từ bên trong. Thứ ba là Taurus KEPD-350. Điểm làm nên uy lực cho loại tên lửa này là khả năng tàng hình để xuyên thủng các hệ thống phòng không dày đặc và thiết kế theo dạng mô đun với nhiều cấu hình khác nhau tùy thuộc nhiệm vụ tấn công. Tên lửa Taurus có tầm bắn 500 km, mang đầu đạn kép Mephisto nặng 500 kg, đủ sức phá hủy mục tiêu quân sự cố định nằm sâu trong lòng đất hoặc phía sau lớp bê tông cốt thép dày tới 6 m với bán kính sai số chỉ 2-3 m.
Tên lửa có thể được lập trình để phát nổ trên một tầng cụ thể được chọn trước ở một tòa nhà nhất định. Sau khi thâm nhập vào sâu bên trong mục tiêu, tên lửa sẽ phát nổ để làm tăng thiệt hại bên trong. Nếu không tự xác định được mục tiêu, tên lửa sẽ tự hủy trên không để tránh hậu quả không mong muốn. Hiện Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã đề nghị Đức cung cấp tên lửa Taurus và chờ được phê chuẩn. Việc cung cấp tên lửa tầm xa Taurus của Đức được thúc đẩy trong bối cảnh Anh đã chuyển tên lửa Storm Shadow cho Ukraine, giúp Kiev có khả năng tấn công các vị trí của Nga ở xa phía sau tiền tuyến. Mặc dù Nga tuyên bố đánh chặn được các tên lửa Storm Shadow mà Ukraine sử dụng, nhưng các chuyên gia quân sự cho rằng đây là một loại vũ khí khác mà Nga sẽ phải tìm cách khắc chế sau khi HIMARS thay đổi cuộc chơi được đưa vào chiến trường vào năm 2022. Theo các chuyên gia quân sự, tên lửa tầm xa như Storm Shadow hay Taurus sẽ đặt ra những thách thức lớn về hậu cần cho quân đội Nga. Giới chuyên gia phân tích rằng chỉ cần một vài sửa đổi với cả ba loại tên lửa kể trên là có thể gắn lên chiến đấu cơ nguồn gốc Nga-Liên Xô như Su-27, MiG-29 và Su-24 để tác chiến. Thực tế chứng minh Su-24 Ukraine đã mang phóng tên lửa Storm Shadow tham chiến. Câu hỏi lúc này là Nga sẽ đối phó ra sao? Trong trường hợp Ukraine nhận được cả 3 loại tên lửa hành trình tầm xa phóng từ trên không được coi là hiện đại bậc nhất thế giới hiện nay, thì Nga sẽ làm gì và họ có đủ khả năng để vô hiệu hóa chúng hay không? Điều không phải bàn cãi là ngay khi Kiev nhận được tên lửa mới, Nga sẽ tiến hành săn lùng và tiêu diệt để Ukraine không kịp sử dụng chúng. Tuy nhiên, điều này là không dễ dàng bởi lẽ những át chủ bài này luôn được Ukraine giấu kỹ, chỉ tung ra khi thời cơ đến. Thực tế đã chứng minh, Nga nhận thấy rất rõ uy lực và sự nguy hiểm của tên lửa Storm Shadow mà Anh vừa viện trợ cho Ukraine. Vì vậy, một trong những ưu tiên mà họ đang tiến hành là phòng còn hơn chống, ra sức tìm diệt phương tiện mang phóng Su-24 và phá hủy các kho cất trữ tên lửa của Ukraine. Cách đây ít ngày, Ukraine được cho là có thể đã vô tình tiết lộ vị trí tên lửa của Anh khi đăng một tấm bưu thiếp in hình một chiếc máy bay ném bom Su-24 với phù hiệu Lữ đoàn Không quân Chiến thuật số 7 đóng tại vùng Khmelnytsky mang gắn tên lửa hành trình Storm Shadow trên cánh. Sau vài ngày trinh sát kỹ, Nga đã tiến hành một đợt tập kích dữ dội vào căn cứ sân bay của đơn vị này. Kết quả trận đánh được công bố là ít nhất 5 máy bay chiến đấu Ukraine bị phá hủy, gồm cả Su-24, cùng một số kho nhiên liệu và lượng lớn đạn dược có thể gồm cả tên lửa Storm Shadow. Thế nên, mặc dù sở hữu vũ khí đáng gờm như Storm Shadow hay tới đây là thêm hai loại nữa của Pháp và Đức, nhưng không quân Ukraine lại đang thiếu trầm trọng phương tiện mang phóng. Chỉ vài chiếc Su-24 xuất kích phóng một lượng hạn chế tên lửa hành trình sẽ khó có thể khiến phòng không Nga lúng túng. Nhận thức rõ điều đó, Kiev đang ra sức vận động phương Tây cung cấp tiêm kích F-16. Tuy nhiên, để đưa được chúng vào hoạt động thì còn phải mất nhiều tháng, thậm chí hàng năm nữa, bởi việc đầu tiên là đào tạo đội ngũ phi công và nhân viên kỹ thuật của Ukraine còn chưa chính thức bắt đầu. Kể từ khi quân đội Ukraine chính thức phát động cuộc phản công vào đêm ngày 7 tháng 6, họ đã duy trì các hoạt động tấn công cường độ thấp trên nhiều hướng mỗi ngày và tiếp tục đạt được tiến bộ. Quân đội Nga tỏ ra đuối sức, không thể ngăn chặn được thế tiến công của quân đội Ukraine. Thậm chí không thể tổ chức phản công quy mô lớn, dường như không còn cách nào đánh trả khi quân số vẫn đang ở thế thượng phong. Giữa lúc đó, tác động của cuộc binh biến của Wagner có thể khiến quân đội Nga càng ngày phải căng mình hơn trên chiến trường. Mới đây, tướng Mark Milley, Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ, tiết lộ rằng quân đội Ukraine đang tiến qua các bãi mìn một cách khó khăn trong cuộc phản công và hiện đang tiến từ khoảng 500m đến khoảng 2000m mỗi ngày. Ông dự đoán rằng cuộc phản công của Ukraine có thể kéo dài tới 10 tuần, đồng thời cảnh báo rằng cuộc phản công của Ukraine sẽ là một chiến dịch kéo dài và có khả năng nhiều tổn thất. Quân đội Nga ban đầu tuyên bố đã phá hủy xe tăng và xe bọc thép của phương Tây được trang bị cho quân đội Ukraine. Nhưng những tin tương tự ngày càng ít đi. Quân đội Ukraine không đầu tư quân số lớn cho các cuộc tấn công mà chiến đấu bền bỉ theo đội hình nhỏ.
nhiều đơn vị quân đội Ukraine có thể tiến công trong khi thực hiện các hoạt động rà phá bom mìn quy mô lớn. Các lực lượng Ukraine vẫn tiếp tục tấn công theo ít nhất 3 hướng và tiếp tục đạt được tiến bộ. Bộ Tổng tham mưu Ukraine cho biết họ đã nắm được thế chủ động chiến lược ở hướng đông Bakhmut và bắt đầu một cuộc tấn công rộng lớn hơn. Đồng thời, quân đội Ukraine tiếp tục phản công ở khu vực phía tây Zaporizhia, đồng thời tiếp tục tấn công ở khu vực giữa Zaporizhia và Donetsk. Đội quân Ukraine vẫn đang che giấu hướng tấn công chính thật sự. Điều này khiến quân đội Nga hoang mang và luôn nơm nớp lo mất dấu đối phương. Tổng tư lệnh Ukraine tướng Zaluzhny cho biết mặc dù thiếu các nguồn lực cần thiết, quân đội Ukraine vẫn tiếp tục tiến vào miền đông và miền nam Ukraine, đồng thời tiếp tục sử dụng xe bọc thép và xe tăng do phương Tây cung cấp trong chiến đấu. Nhưng ông cũng kêu gọi Ukraine cần thêm máy bay hỗ trợ khi các hoạt động phản công của họ vẫn thiếu ưu thế trên không. Khoản viện trợ mới nhất của Hoa Kỳ cho Ukraine là 500 triệu đô la Mỹ, bao gồm việc tăng cường cung cấp xe bọc thép và nhiều loại vũ khí đạn dược. Hoa Kỳ đã cung cấp cho Ukraine 154 xe bọc thép chiến đấu Bradley, được trang bị súng 25mm và tên lửa chống tăng TOW, 125 xe bọc thép bộ binh Stryker, được trang bị súng 30mm hoặc súng phóng lựu 40mm. Hiện Ukraine đã có 300 chiếc xe bọc thép chở quân M113, 50 xe bọc thép chở quân M1117 và hơn 500 xe chiến thuật kháng mìn. Đó là một lực lượng bọc thép to lớn mà ngay cả Nga cũng thèm muốn sở hữu. Những phương tiện này là trang bị cần thiết để quân đội Ukraine đột kích vào chiến hào của Nga. Đồng thời, chúng cũng phải đảm bảo khả năng phản công liên tục của quân đội Ukraine. Ngược lại, lực lượng thiết giáp khổng lồ tạo dựng nên danh tiếng cho người Nga dường như đã biến mất một cách khó lý giải. Câu hỏi đặt ra là ở đây, các đơn vị bọc thép của quân đội Nga đã đi đâu? Cuộc phản công của Ukraine đã diễn ra được gần một tháng và báo cáo chiến đấu của quân đội Nga đã nhiều lần tuyên bố rằng họ đã đẩy lùi cuộc tấn công của Ukraine và thực hiện các cuộc phản công một phần. Nhưng cho đến nay, quân đội Nga vẫn không thể ngăn chặn quân đội Ukraine tiến theo nhiều hướng tấn công mỗi ngày. Lẽ ra, quân đội Nga phải tiếp tục điều động binh lính để củng cố tiền tuyến, nhưng chưa bao giờ chứng kiến lực lượng thiết giáp Nga mở một cuộc phản công quy mô lớn chống lại quân đội Ukraine. Quân đội Nga biết sớm muộn gì Ukraine cũng sẽ phản công, nhưng dường như họ vẫn chưa chuẩn bị cho điều đó. Dựa theo logic thông thường, trong quân dự bị của quân đội Nga nên có một lực lượng thiết giáp cơ động. Lực lượng này có thể nhanh chóng xông lên tiền tuyến và có năng lực phát động phản công. Sau khi quân Ukraine đột phá phòng tuyến của Nga, trong thời gian ngắn sẽ khó xây dựng thế trận vững chắc. Nếu lực lượng thiết giáp Nga phát động phản công mạnh mẽ, quân đội Ukraine có thể phải tạm thời rút lui. Trong thế giằng co khốc liệt giữa hai bên, chiến hào nơi chiến tuyến lẽ ra là nhiều lần đổi chủ, nhưng những tình huống tương tự dường như đã không xảy ra. Điều mà thế giới bên ngoài nhìn thấy nhiều hơn là quân đội Ukraine đang tiến lên hàng ngày. Khoảng cách tiến công chắc chắn phải liên quan đến lực lượng đầu tư cho cuộc phản công của Ukraine, tốc độ rà phá bom mìn và sức mạnh phòng thủ của quân đội Nga. Tình báo cho thấy quân đội Nga đã huy động binh lính ở hậu phương phòng thủ, nhưng dường như họ được bố trí lại trong các khu vực phụ trách của mình. Người ta không thấy Nga có một lực lượng thiết giáp cơ động xuyên khu vực có hiệu quả chiến đấu, bởi thế quân đội Nga dường như có thể đỡ đòn nhưng không thể đánh trả. Quân đội Ukraine đã phát động các cuộc phản công theo ít nhất 3 hướng cùng một lúc. Điều này đáng lẽ phải khiến quân đội Nga bận rộn với việc phòng thủ các khu vực của mình và không thể dành quân đội để hỗ trợ lẫn nhau. Số lượng xe tăng và xe bọc thép trong quân đội Nga đã bị thu hẹp đáng kể, nhưng bộ chỉ huy tiền tuyến của Nga dường như chưa ra lệnh sử dụng tập trung các xe tăng hiện có. Điều này có thể liên quan đến việc tổ chức lại giữa các đơn vị khác nhau và có thể khó thực hiện. Quân đội Ukraine không dốc toàn lực phản kích, một mặt tìm kiếm mũi đột phá tốt nhất, mặt khác cũng là quan sát động tĩnh của quân đội Nga. Nếu các bộ phận khác nhau của quân đội Nga tiếp tục bị áp đảo, lực lượng chủ lực của Ukraine có thể giáng một đòn chí mạng đúng lúc và đúng chỗ. Sau khi con đập trên sông Dnipro bị ném bom, luồng hạ lưu được mở rộng. Cuộc phản công của quân đội Ukraine từ khu vực Kherson ở phía nam đã bị chặn lại. Nhưng một đội nhỏ vẫn cử đi thuyền nhỏ qua sông để quấy rối quân đội Nga. Và cả từ cây cầu bị gãy, Ukraine cũng thực hiện các cuộc xâm nhập quy mô nhỏ. Quân đội Nga đã phải điều quân tham chiến, đồng thời dùng tên lửa cho nổ tung cây cầu bị sập một lần nữa,
để ngăn chặn quân Ukraine quấy rối. Nhiều chuyên gia quân sự cho rằng đây không khác nào dùng dao mổ trâu để giết thịt gà vậy. Quân đội Ukraine bày binh bố trận khắp nơi khiến quân đội Nga không dám xem thường. Có tin rằng quân đội Nga đang sắp xếp lại các tuyến phòng thủ ở Crimea, dự tính cho trường hợp xấu nhất. Trong trường hợp quân đội Ukraine từ phía Nam đột phá, quân đội Nga ở phía Nam có thể rút về Crimea. Ngày 22 tháng 6, quân đội Ukraine cho nổ tung cây cầu nối giữa Crimea và vùng Kherson, cắt đứt đường tiếp tế ngắn nhất ở phía Nam của quân đội Nga. Thời gian đoàn xe đi qua một đường tiếp tế khác ước tính sẽ phải tăng thêm 50%. Nếu quân đội Nga thất thủ ở miền Nam Ukraine, Crimea có thể không giữ được. Trong khi đó, lúc này quân đội Nga đã mất đi đội quân bia đỡ đạn tương tự như Wagner. Ngày 24 tháng 6, tập đoàn quân Wagner bất ngờ tiến vào Moscow nhưng rút lui nhanh chóng. Một cuộc đảo chính kết thúc nhanh chóng, nhưng Bộ Quốc phòng Nga không còn có thể tin tưởng vào Wagner để chiến đấu trên tiền tuyến. Wagner thực sự đang bị xóa sổ và nhiều thành viên có thể bị hành quyết. Có tin Moscow đã ra lệnh ám sát thủ lĩnh của Wagner là Prigozhin. Các sĩ quan Nga liên quan đến Wagner cũng có thể bị thanh trừ. Bà Lan ước tính rằng khoảng 8.000 binh sĩ của tập đoàn Wagner có thể đã trốn sang Belarus. Nếu đúng như vậy, cộng với những binh lính bỏ nhà ra đi, bỏ trốn, bị bắt giam và hành quyết, quân đội Nga có thể ngay lập tức tổn thất hơn 10.000 quân. Quân đội của Wagner từng tấn công Bakhmut bằng bất cứ giá nào ở miền đông Ukraine và rút lui khỏi chiến tuyến sau những tổn thất nặng nề. Ngày nay, quân đội Nga không thể còn những đội quân tương tự có thể tung ra tiền tuyến làm bia đỡ đạn. Nhìn thấy quân đội Ukraine đang phản công theo ba hướng, sĩ khí của quân đội Nga rất thấp, không ai sẵn sàng dễ dàng bỏ mạng và giữ vị trí của mình một cách bất cần. Lực lượng dự bị của quân đội Nga lẽ ra phải tiếp tục được gửi ra tiền tuyến, nhưng họ không thể chịu được đòn phản công của Ukraine, và có vẻ như họ không thể tổ chức một cuộc phản công đàng hoàng. Binh biến Wagner cũng có thể ảnh hưởng nghiêm trọng đến cơ cấu chỉ huy của quân đội Nga. Ngăn chặn binh biến có thể trở thành yếu tố quan trọng nhất hiện nay, trong khi các tướng lĩnh Nga có thể trở nên chán nản vì không được tin tưởng. Cuộc nổi loạn của Wagner tưởng như kết thúc nhưng lại đang để lại những hệ lụy khôn lường. Việc Điện Kremlin có thể duy trì cuộc chiến tiêu hao sau đó hay không có lẽ cũng sẽ tạo ra những nghi ngờ trong quân đội Nga. Nếu Moscow cuối cùng buộc phải rút quân, không ai sẵn sàng mạo hiểm mạng sống của mình lúc này. Báo cáo mới nhất của Viện Nghiên cứu Hòa bình Quốc tế Stockholm ước tính rằng ngân sách quân sự của Nga vào năm 2023 sẽ vào khoảng 85,8 tỷ đô la Mỹ, tương đương với khoảng 4,4% GDP của Nga, và con số này không bao gồm một số hạng mục ngân sách bí mật. Vẫn chưa biết quân đội Nga sẽ tiêu hao bao lâu, tuy nhiên Trung Quốc đã mặc kệ Nga và không phản đối việc Ukraine thu hồi Crimea. Các nhà lãnh đạo hàng đầu của Đảng Cộng sản Trung Quốc có vẻ như đã đoán được rằng quân đội Nga sẽ bị đánh bại và họ không có kế hoạch công khai viện trợ quân sự quy mô lớn cho Nga. Năm nay, trong nháy mắt, chiến tranh Nga-Ukraine đã trôi qua nửa năm. Cục diện chiến sự đã thay đổi chóng mặt. Trong vài tháng đầu năm 2023, quân đội Nga liên tục mở các cuộc tấn công ở miền đông Ukraine. Gần như toàn bộ 300.000 lính mới được tuyển dụng đều được đưa vào chiến trường Ukraine nhằm tiêu hao sức lực có hạn của quân đội Ukraine. Tuy nhiên, mọi thứ đã phản tác dụng. Quân đội Ukraine đã kiên cường chống cự, còn quân đội Nga bị thương vong nặng nề, chỉ chiếm được một lượng đất đai không đáng kể. Thương vong của quân đội Nga vượt xa quân đội Ukraine, với tỷ lệ nhiều nhất lên tới 7 trên 1. Nghĩa là cứ 7 lính Nga thương vong thì mới có một lính Ukraine thương vong. Mặc dù vậy, quân đội Nga vẫn duy trì thế tấn công với hy vọng ngăn chặn cuộc phản công của Ukraine. Thiết bị quân sự của Nga liên tục bị tổn thất và không thể bổ sung kịp thời. Các cuộc tấn công tên lửa hạn chế của quân đội Nga về cơ bản được sử dụng để đánh vào hậu phương của Ukraine và không được sử dụng trên tiền tuyến. Quân đội Nga không đạt được mục tiêu tiêu hao quân Ukraine mà ngược lại còn tiêu hao chính mình, không ngăn được việc Ukraine phát động cuộc phản công. Dù từ lâu ai cũng biết rằng sớm muộn gì nó cũng diễn ra. Mỹ và các nước NATO cung cấp cho Ukraine ngày càng nhiều vũ khí, huấn luyện cho Ukraine 9 lữ đoàn mới. Bản thân Ukraine cũng chuẩn bị thêm ít nhất 3 lữ đoàn, tích lũy lực lượng phản công hữu hiệu. Khi thế tấn công của Nga trở nên cạn kiệt, quân đội Ukraine bắt đầu chính thức mở cuộc phản công. Quân đội Nga không còn nhiều vốn liếng để tiếp tục tiêu hao. Hiện tại chỉ có thể cầu xin đàm phán với Ukraine trên mặt trận hiện có. Nhưng quân đội Ukraine lại thề đánh đổi quân đội Nga, khơi mào một cuộc chiến tranh tiêu hao mới. Quân đội Ukraine đang nhận được một lượng vũ khí và đạn dược ổn định,
Đồng thời, NATO cũng đang tăng cường giúp huấn luyện binh lính. Giờ đây, Ukraine có nhiều vốn hơn Nga để tiến hành một cuộc chiến tranh tiêu hao phản công. Trong khoảng một tháng trở lại đây, quân đội Ukraine đã bắt đầu giành thế chủ động, còn quân đội Nga chỉ có thể phòng ngự bị động chứ không thể ngăn cản bước tiến công của quân đội Ukraine. Để tránh thương vong lớn hơn, quân đội Ukraine đã áp dụng chiến lược từng bước, chỉ đầu tư một lượng nhỏ lực lượng và phát động các cuộc tấn công cường độ thấp từ nhiều hướng, nhưng nó đang tiến bộ từng ngày và không ngừng giành được những chỗ đứng có lợi thế. Một khi quân tiền phương Ukraine vượt qua bãi mìn lớn do quân đội Nga bố trí, quân chủ lực của Ukraine có thể nhanh chóng xông lên và bao vây một số cứ điểm hậu phương hoặc hai bên sườn của tuyến phòng ngự Nga. Và hướng tấn công chủ yếu có thể là Nam, Đông hoặc nơi Đông gặp Nam. Quân đội Nga có thể không cầm cự được thêm, nhất là khi Trung Quốc đã bắt đầu xa rời Moscow và đang chuẩn bị trước để tránh xa những kẻ có thể thua cuộc. Cuộc tấn công cường độ thấp của quân đội Ukraine có thể tiếp tục cho đến mùa thu, nhưng tuyến phòng thủ của Nga có thể không kéo dài đến mùa thu và Moscow có thể buộc phải từ bỏ bất cứ lúc nào. Cuộc binh biến khiến Điện Kremlin khiếp sợ và nó cũng khiến Bắc Kinh khiếp sợ. NATO và Ukraine đã nhìn thấy trước hy vọng chiến thắng và họ nhất định càng tự tin hơn trong cuộc chiến tiêu hao phản công. Quân đội Nga tiền tuyến chiến đấu không thuận lợi, hậu phương lại nổ ra nội chiến. Có thể nói là vi phạm điều cấm kỵ của các nhà chiến lược quân sự. Nếu tình hình chính trị ở Moscow có thêm bất ổn nào nữa, không thể loại trừ khả năng tiền tuyến có thể sụp đổ như núi đổ. Điều này sẽ dẫn đến tình hình có nhiều thay đổi lớn hơn. Và đến đây, chương trình của chúng tôi cũng xin phép tạm dừng. Nếu yêu thích video, quý vị làm ơn hãy bấm like và đăng ký kênh như một hình thức ủng hộ đơn giản nhất dành cho ekip. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại trong các chương trình tiếp theo.